tối ngày 20 tháng 9 năm 2022, một video ca nhạc đã bị gỡ bỏ gần như hoàn toàn khỏi các trang mạng xã hội do vi phạm tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức cộng đồng. Tuy nhiên, trước đó, video đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ đến từ phần đông người sử dụng là các bạn trẻ. Có lẽ bởi tư tưởng trong nội dung video từ lâu đã không còn xa lạ với số lượng lớn các bạn trẻ, nhiều hộ gia đình cũng như toàn xã hội, đặc biệt khi giữa dòng chảy kinh tế thị trường, đời sống vật chất được tăng cao, các bậc phụ huynh, người làm cha mẹ càng muốn đáp ứng, bao bọc, chiều chuộng con trong hoặc ngoài khả năng của mình. Chính những thực tế tưởng chừng dễ hiểu và đời thường ấy đã tạo nên một khái niệm, một bộ phận những đứa trẻ trong tủ kính. Vấn đề này ngày càng tạo không ít hệ quả được xã hội đặc biệt quan tâm. Ngày 15 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông gần như tê liệt vào đúng giờ tan tầm. Từ trận mưa đó, hình ảnh một nam sinh ngồi phía sau xe máy, trùm áo mưa, còn người mẹ ra sức đẩy, vượt qua dòng nước ngập ngang đầu gối đã được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Bức ảnh lập tức nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra không đồng tình, bức xúc vì cho rằng nam sinh khá vô tâm khi để mẹ còng lưng, đẩy bộ cả người và xe vượt qua dòng nước. Gia đình bao bọc quá, lo lắng quá. Khi mà lớn lên trưởng thành thì tư duy và mọi thứ suy nghĩ của các bạn đấy là tôi cái gì cũng làm được, mọi thứ xảy ra sẽ bố mẹ tôi lo hết. Khi mà các bạn được bao bọc quá, ra ngoài đường mà có những sự cố gì đấy các bạn không thể xử lý được. Đôi khi là những sự cố rất nhỏ. Những bạn đấy khi mà ra đời thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc hòa nhập. Thì nên có một đứa em và rất tiếc là bố mẹ cũng bao bọc nó quá là nhiều, quá kỹ. Một lần thì bố mẹ em cho nó đi làm thêm và nó cũng rất là khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người và làm quen mọi người và tìm hiểu và chủ động hơn trong công việc. Nó rất là khó. Theo báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam vào tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Anh, 75% người tham gia khảo sát cho biết gia đình là yếu tố căn bản định hình nên con người họ và 80% cho rằng gia đình chính là yếu tố chi phối quá trình tự định danh bản thân họ. Có thể thấy, con cái luôn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Cha mẹ luôn mong con được che chở, bảo vệ, yêu thương. Tuy nhiên, có lẽ không phải thứ tài sản quý giá nào cũng nên để trong tủ kính. Khi với sự bao bọc, che chở có phần cực đoan, mỗi bạn trẻ như bị mất đi cơ hội được chủ động tư duy, thấu hiểu bản thân và tự đứng trên đôi chân của chính mình. Từ bao lâu nay, con cái dù rất lớn, nhưng bố mẹ vẫn luôn cảm thấy nó cứ rất nhỏ bé trước mình. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con. Đấy, điều đấy để thấy về một cái mặt, về mặt tâm lý, về một cái yếu tố là luôn muốn bên cạnh con, gần gũi con, chăm sóc con. Nhưng trong cái khái niệm ấy, luôn phải có một cái độ linh hoạt, chứ không phải là chăm chút con là từ A đến Z. Mọi nhất cử nhất động của con là đều trong tầm kiểm soát của cha mẹ. Vô hình chung, cha mẹ đã đặt như một cái vòng kim cô cho con cái của mình, phải đi theo hướng đấy mới là tốt. Hoặc là luôn luôn cảm thấy rằng là nếu con mà nó cứ tách ra khỏi mình thì cảm thấy không an toàn. Thì tôi nghĩ cái cách giáo dục đó có lẽ là không ổn. Theo phân tích của các chuyên gia, nhiều cha mẹ, đặc biệt những người thuộc thế hệ 8X, sống trong thời kỳ bao cấp, thiếu thốn nên muốn bù đắp những thiếu hụt vật chất, tinh thần trong quá khứ cho con, dẫn đến quá nuông chiều trẻ. Từ đó dẫn đến việc can thiệp, tác động đến mọi hành vi, suy nghĩ, sự lựa chọn của con trẻ. Không chỉ dừng lại ở chăm sóc, quyết định thay con từ việc ăn gì, mặc gì, chơi với ai, nhiều cha mẹ còn can thiệp cả vào những lựa chọn nghề nghiệp, cá tính, ước mơ riêng của các bạn trẻ mà quên không hỏi các con thực sự muốn gì. Cả nhà em theo ngành y nên từ khi ôn thi cấp 3 em đã được định hướng ba tự nhiên. Đến tận bây giờ mới không ai biết em đam mê thiết kế đồ họa, hàng ngày phải học và sau này làm thứ mình không thích. Em luôn cảm thấy chán trường, là học cho bố mẹ chứ không phải cho tương lai của mình. Ở trong trường học cũng như là trong gia đình và ở ngoài xã hội cũng vậy. Thì chúng ta thấy là trong gia đình thì cha mẹ cho gọi là chỉ cần con học giỏi, cần con học tốt. Nhà trường thì rõ ràng là nhà trường luôn luôn gọi là những cái đứa trẻ mà có những cái thành tích học tập cao thì chúng ta luôn luôn nêu gương nó lên.
Nhưng mà những đứa trẻ mà có những cái gọi là có cái lòng bao dung này, có cái sự mà có cái quan hệ gọi là vui vẻ với các bạn này, và có cái gọi là biết hỗ trợ, biết giúp đỡ các bạn, biết hợp tác, biết chia sẻ với các bạn, thì chúng ta lại không nêu những cái tấm gương đó. Cho dù cái kết quả học tập của các bạn ấy chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng mà chúng ta thường đề cao những cái người, những cái bạn mà có cái kết quả học tập tốt. Không chỉ tạo nên hậu quả tiêu cực cho bản thân đứa trẻ, sự nuông chiều bao bọc thái quá của một bộ phận phụ huynh còn dần tạo nên những người trẻ thiếu ý thức, trách nhiệm với toàn xã hội và những người mình yêu thương. Ngày 16 tháng 10 năm 2020 tại Bình Dương, đoạn video ghi lại toàn bộ diễn tiến cảm xúc một cậu bé chỉ chừng 4 đến 5 tuổi đối xử với mẹ khi không được cho tiền mua đồ chơi đã khiến phần đông công chúng xôn xao, trăn trở. Từ vùng vằng, giận dỗi, cậu bé dần có những hành động cực đoan như xô kéo, đẩy, thậm chí đánh mẹ trước sự bất lực và bàng hoàng của mọi người xung quanh. Thời gian qua, người dân thủ đô cũng không khỏi ngán ngẩm trước sự việc thanh niên sinh năm 1999 tại Hà Nội do mất kiểm soát đã lái chiếc ô tô mẹc đâm vào một nhà dân trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, thanh niên đã bỏ xe lại hiện trường mà không có một lời xin lỗi hay đối mặt với hậu quả mình gây ra. Khi mà các bố các mẹ quá nuông chiều các con, bảo bọc các con, mà lại không tạo cái thế, tức là không tạo điều kiện cho các con tự đi bằng đôi chân của mình một cách sớm hơn ấy, thì đến khi mà bố mẹ già đi rồi, bố mẹ yếu sức rồi, bố mẹ không còn là đôi chân của các con nữa, thì các con sẽ đi bằng cái gì? Đương nhiên là các con nó sẽ không thể đi được, hoặc là các con sẽ đi bằng những cái bàn chân, bằng những cái đôi chân khác mà nó bị lệch hướng. Và điều quan trọng là khi mà bố mẹ chuẩn bị cho các con một cái tâm thế để các con đi bằng đôi chân của mình sớm hơn, thì các con sẽ vững chãi hơn và đi nhanh hơn. Có thể hiểu với sự phát triển đa chiều của xã hội, đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm khi trẻ nhỏ đang phải đối diện với không ít những nguy cơ như bạo hành, lạm dụng, lừa đảo. Chính những thông tin cập nhật hàng ngày về những sự việc đó khiến bậc làm cha làm mẹ càng thêm lo lắng, đánh thức hơn nữa bản năng bảo vệ, che chở con cái. Theo tiến sĩ tâm lý Trần Thu Hương, Phó chủ nhiệm khoa tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, trước mỗi sự cố, thực trạng không may đến với các em, chúng ta đều nhắc đến vai trò, sự quan tâm, sát sao, đồng hành từ phía gia đình. Vậy quan tâm, đồng hành thế nào cho đúng? Để con trẻ vừa có thể được bảo vệ, vừa không mất đi quyền được chủ động, cơ hội tiếp xúc với cuộc sống xung quanh. Nếu như các bố các mẹ không tỉnh táo ở trong cái câu chuyện là mình tìm những cái phương cách để mình hỗ trợ giúp cho các con nó nhìn thẳng vào sự thật ấy, nhìn thẳng vào thực tế để mà các con nó vượt lên trên những cái sự lo âu của bố mẹ và vượt lên trên cái sự lo âu của chính bản thân các con ấy, thì các con nó sẽ không vượt qua được bất cứ thứ gì. Đôi khi thì cũng sẽ phải để cho các con tự ngã rồi tự đứng lên, và nó phải cảm nhận được cái năng lực của các con, thì các con nó mới có thể là chống đỡ được những cái sự khó khăn. Mình sẽ phải trang bị tất cả những cái kiến thức đấy cho các con để các con nó hiểu biết, để các con nó có được cái kỹ năng. Và khi các con đi vào những cái tình huống thực tế thì với những cái hiểu biết và những kỹ năng đã được học thì các con có thể là ứng phó được tốt với cả tình huống. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu nói rất nổi tiếng là tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do. Tình yêu ở đây cũng bao gồm luôn cả tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Có thể khẳng định việc cha mẹ thương yêu con em mình và việc chở che, bảo vệ là đúng. Tuy nhiên, để tránh những kết quả mà không mong đợi, thì mỗi bậc cha mẹ cần phải biết cách thể hiện tình yêu thương của mình cho đúng mực, phù hợp. Sự yêu thương được cấu thành bởi sự lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng, để những đứa trẻ sẽ thực sự được đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến từ gia đình.